Em xin phép được kính chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay là buổi tối ngày 19 tháng 11 năm 2019. Em tên là Định ở Đắc Tô, con Tum. Thì cô chú anh chị liên hệ đặt hàng qua cái đầu số là 0973 821 và 799. Bên em có gửi hàng đi toàn quốc. Thì cô chú anh chị đặt hàng, nói chung cũng cân nhắc đặt hàng. Tụi em sẽ gửi hàng đi ngày hôm sau. Và hàng đến thì cô chú anh chị yêu cầu nhân viên bưu điện kiểm tra hàng, nếu có đúng số hàng của cô chú anh chị đặt thì cũng rất mong cô chú anh chị nhận giúp bên em ạ. Nói chung cái hàng hoa lan tươi thì vận chuyển đi thì cũng không thể tránh khỏi được, ví dụ như có thể là nó héo xíu hoặc là nó vàng mà cái lá chân á, mong cô chú hết sức thông cảm, bởi vì cái hàng hoa tươi thì nói chung là cũng không thể nào hoàn hảo hết được. Buổi tối hôm nay thì nhà em cũng có một số loại rồi. Thứ nhất là quế tháng 8, hay còn gọi là quế lăng hương ạ. Thì cái loại này hoa rất là thơm, nở vào tháng 8 và đặc biệt là dễ trồng, dễ chăm sóc. Nói chung vùng miền nào trồng cũng được, ai trồng cũng được hết. Nói chung rất là dễ trồng. Quế tháng 8 ạ. Tiếp theo là tụi em có ba cái phần kiếm rừng của con Tum. Thì cái loại này tụi em cũng chưa biết cái mặt ho, cho nên tụi em tạm gọi là cái kiếm rừng. Thì hôm nay có ít thôi. Tiếp theo là hồng thảo thập hoa. Thập hoa thì hôm nay tụi em có hai dê rất lớn, thì giá trên từng phần. Tiếp theo là có một phần huyết nhung thôi. Phần huyết nhung thì có một phần duy nhất thôi, một phần kiều tím, một phần báo hỷ và địa lan bầu rượu. Địa lan bầu rượu thì 100.000 một kg. Tiếp theo là hoàng lạp ạ. Hoàng lạp là 120.000 một kg. Nói chung các cái hàng kg thì tụi em đã qua các tỉa hết rồi. Nói chung gãy dập hoặc là rỡ dài tụi em đã cắt lọc rồi hết. Cô chú anh chị hết sức yên tâm. Mua một cây thì cũng đáng một cây. Nói chung cũng không, cô chú anh chị về cũng không bao nhiêu. Và tiếp theo là địa lan hạt đỉnh vàng. Thì cái loại này thì ho nó thơm và bền lắm ạ. Cô chú anh chị lên Google gõ cái mặt ho loại này thì em thấy nó rất là đáng giá trị để cô chú anh chị sưu tầm. Tiếp theo là dáng hương tam bảo sắc. Dáng hương tam bảo sắc này đa số lá xếp và ho vàng của chú anh chị ạ. Tuy nhiên là cây hôm nay cũng không được lớn lắm. Thì cô chú anh chị về làm giống nó trong cây như thế này, tương đương như thế này. Và có những cây nó cũng không được lớn lắm. Dáng hương tam bảo sắc thì 110.000 một kg. 1 kg như thế này. Xíu nữa em xin phép quay lại. Tiếp theo là có một phần combo gồm có 11 loại như thế này. Với giá là 180.000. Cái loại này chủ yếu được cô chú anh chị về sưu tầm, mỗi loại một ít nó cũng không được nhiều. Em xin phép đi chi tiết từng loại. Thì đầu tiên là quế tháng 8 ạ. Thì tụi em hôm nay anh em hà lấy về cũng có một số thôi. Thì em có chia ra từng cái phần để cô chú anh chị lựa chọn này. Thì phần số 1 ạ. Phần số 1 3 cây. Với giá là 210.000 ạ. Quế tháng 8 ạ. 3 cây như thế này ạ. 1 cây ạ. Cô chú anh chị có thể so sánh với cái bàn tay của em. Một cây ạ. Nói chung là cái quế thì nó có những cái sắc tố tím thế này, chứ không phải là cây nó bị sao đâu ạ. Một cây ạ. Hai cây ạ. Thì cái vòi hoa như thế này là không lẫn vào ra được đối với quế tháng 8 ạ. Trúng quế của chú anh chị ạ. Thì cái quả nó thuồng chứ không phải là nó mập mà giống như dáng hương tam bảo sắc ạ. Là trúng quế tháng 8 của chú anh chị ạ. Quế tháng 8 thì cái mùa này thì nó còn quả, với lại quả nó còn non. Nhưng mà quế tháng 4 thì quả mùa này nó cũng khô rồi, hoặc là nó rụng đi rồi. Trùng quế tháng 8 của chú anh chị hết sức yên tâm. Một cây, hai cây ạ, và ba cây ạ. Cái bàn lá nó dày lắm của chú anh chị ạ. Bàn lá của quế thì rất là dày. Thì ba cây này với giá là 210.000. Số 1. Đấy. Tiếp theo là số 2. Phần số 2. Phần này cũng 3 cây với giá là 200.000. Thì 3 cây, tuy nhiên thì tính, nếu mà tính ngọn là rất là nhiều ngọn, bởi vì nó có mẹ bông con. Ví dụ mua cái này gồm có một con này, và hai cây này, cái thứ hai này. Cái thứ hai này cũng có 3 ngọn này. 3 cây này, 3 cây. Thì ngọn này, cây này cũng chắc 3 4 ngọn nữa. Thì 3 cây như thế này. Với giá là 200.000. Thì cây này lá nó cũng không được đẹp lắm các chú anh chị. Được hai cây này. Với giá là 200.000, phần số 2 ạ. Cái như thế này ạ, số 2. Tiếp theo là phần số 3, quế tháng 8. Phần này thì gồm có 2 cây. 2 cây này với giá 200.000 ạ.
À, gồm có một cây này đẹp lắm ạ. Một cây này. Đấy. Và cây này thì nói chung là một nghi một dê, à, gồm có ba cây. Còn ba gồm có ba ngọn. Đó. Thì em gọi chung là phần số 3 là hai cây, một cây, hai cây. À, cây thế này là dê. À, phần số 3 này với giá 200.000 ạ. À, cây to như thế này ạ. Ừ, số 3. Quế tháng 8. Tiếp theo là quế tháng 8 phần số 4 ạ. Đây là 180.000. À, số 4 gồm có 4 cây. Một cây ạ. Bao gồm có một cây ạ. À, hai cây. Đấy. Ba cây ạ. À, phần số 4 cây ạ. À, 4 cây. 4 cây xếp rất đẹp thế này là 180.000. À, phần số 4 ạ. 180.000 ạ. À, tiếp theo là phần số 5. Phần số 5. À, thì phần này 3 cây 140.000. À, bao gồm cả này, một cây ạ. À, hai cây ạ. À, ba cây ạ. À, ba cây này. Ba cây này với giá là 140.000 ạ. À, ba cây này 140.000. À, phần số 5 ạ. À, tiếp theo là phần số 6. À, phần số 6 quế. À, phần số 6 thì gồm có 5 cây với giá 140.000. À, một cây ạ cô chú chị ạ, một cây ạ. Đấy. Hai cây. À, ba cây ạ. À, bằng lá xếp, nói chung là xếp đẹp lắm ạ. À, với lại lá nó cứng. À, bốn cây ạ. À, và 5 cây ạ. À, 5 cây. À, 5 cây thế này với giá là 140.000. Đấy. Phần số 6 ạ. Tiếp theo phần số 7. Quế 4 cây 130.000. Đấy. Gồm có 1 cây ạ. 2. 2 cây ạ. 3. 4 cây ạ. Tuy mặc dù cái quế xếp, mặc dù cái cây thế này nhưng mà đủ sức ra hoa hết rồi cô chú anh chị ạ. À, thì 4 cây thế này với giá là 130.000 ạ. Phần số 7. À, tiếp theo là phần số 8. À, phần số 8, à, 5 cây với giá 100.000. À, gồm có 1 cây này. À, 1 cây ạ. À, và 2 cây ạ. À, 3 cây. 4 cây. Và 5 cây. 5 cây thế này với giá là 100.000 số 8 ạ. Đấy. Tiếp theo là phần số 9. À, phần số 9 này ạ. À, là 7 cây với giá là 120.000. À, 1 cây ạ. 2 cây ạ. À, 2 cây ạ. 3. 4. À, 5. 6 ạ. À, cây này xanh đẹp lắm ạ. À, và 7 cây. 7 cây thế này à, là 120.000 ạ. À, 7 cây thế này ạ. 120.000 ạ. À, tiếp theo là số 10 ạ. À, lúc này là số 9 giờ số 10 ạ. Số 10 là 5 cây 120.000 ạ. Bao gồm cả 1 cây ạ. 1 cây ạ. À, 2 cây ạ. 3 ạ. 4 cây ạ. À, 5 cây ạ. À, 5 cây thế này là 120.000 ạ. À, một phần thế này của chú anh chị về ghép được một giò hay là một bán của lúa em thấy nó cũng hợp lý. À, phần số 5 10 5 cây 120.000 ạ. À, tiếp theo là phần số 11. À, 10 cây với giá 110.000. À, cây nó không được lắm lắm, 1 cây ạ. À, 2 3 4 ạ. 5 ạ. 6 ạ. 7 ạ. 8 ạ. 9. Nói chung được 9 hay 10 ngọn gì đó. À, với giá là 110.000 à, phần số 11 ạ. À, tiếp theo phần số phần số 11. À, tiếp theo là em nhầm rồi. À, phần số 11 số 1, phần số 11 số 2 đi. À, 11 số 2 là 6 cây 110.000 ạ. À, gồm có 1 cây ạ. À. À, 2 cây. À, 3 cây ạ. À. 4 ạ. À. À, 5 cây ạ. À. À, và 6 cây. 6 cây thế này là 110.000 ạ. À. À, tiếp theo là phần số 12. Phần số 12 thì 9 cây.
chín cây với giá 120.000. Như thế này, một cây ạ, hai cây ạ, ba, bốn ạ, năm ạ, sáu ạ, sáu cây ạ, bảy ạ, tám ạ, chín, chín cây, phần chín cây số 12 thế này là 120.000 ạ. Đấy, tiếp theo là quế tháng 8 số 13 là 8 cây 80.000. Nói chung là phần này cây nó cũng không được lắm lắm. 1 cây ạ. 2 3 4 5 6 7 8 9 cây ạ. Cái phần này hình như 8 đến 9 cây gì đó. Với giá 80.000 số 13. Tiếp theo là tụi em có một phần quế lước. Phần quế lước này số 14 này với giá là 12 cây với giá 100.000 thôi. Thì cái quế lước đặc điểm nó cái lá nó không được dày. Giống như cái quế xếp. Thì gồm phần này gồm có 12 cây này với giá là 100.000 thôi. Như thế này của tôi anh chị ạ. 12 cây như thế này. Cây xanh lắm ạ. Thì 12 cây này với giá là 100.000. Tiếp theo tụi em có một cái phần kiều tím thôi. Anh em họ lấy được một phần thôi. 90.000. Gồm có 1 dề này, 2 dề, 3 dề. 90.000. Thì cái kiều tím này thì băng lá nó tròn và cái băng lá nó dày, nó nhựa cứng lắm ạ. Thì có tụi em có một phần nhỏ thôi. 90.000. Như thế này của anh chị ạ. Kiều tím. Tiếp theo là huyết nhung ạ. Xin lỗi, cái này là phượng vĩ ạ. Phượng vĩ thì một phần thế này là 70.000 ạ. Phượng vĩ ạ. Phượng vĩ theo em thì nó khác với cái huyết nhung của chúng chị ạ. Phượng vĩ. Phượng vĩ thì hoa nó màu đỏ. Cái loại này rất là dễ trồng. Có thể đạt cái chiều cao đến 3 đến 4 mét. Thì nói chung cái loại này nếu mà sống rồi thì của chúng chị có thể trải ánh nắng 100%. Và cây nó phát triển rất tốt. Cái loại này hoa vào mùa hè. Thì phượng vĩ một phần này là 70.000. Phượng vĩ. Tiếp theo tụi em có hai cái phần hòn thảo thập hoa, phần số 1 và phần số 2. Và nguyên dề số 1 này là 300.000. Nguyên dề rất là lớn của chú anh chị ạ. Bộ rễ này rất là khỏe này. Tụi em đã về cắt tỉa hết rồi, gãy dập hoặc là rễ già tụi em đã cắt hết rồi. Anh em họ bóc về thì nguyên một bộ rễ lớn thế này tụi em cắt gọn lại. Thì một phần thập hoa thế này là 300.000 này. Thì cô chú anh chị cái loại này rất là dễ trồng. Mà nếu mà hoa nó nở mà đồng loạt thì nghĩ rất là đẹp. Nguyên một giờ này 300.000 ạ. Hoàng thảo thập hoa số 1. Số 1 300.000 hoàng thảo thập hoa. Tiếp theo hoàng thảo thập hoa số 2. Thì cái giờ này lớn hơn cái giờ kia rất nhiều. Thì 400.000. Nguyên một giờ. Cái giờ này thì cũng rất là lớn. Giờ này lớn hơn cái kia rất nhiều. Và cái dây này 400.000 ạ. Hoàng thảo thập hoa. Tiếp theo tụi em có ba cái phần kiếm. Kiếm này là kiếm rừng của con tâm. Thì đây phần số 1 với giá là 120.000 ạ. Thì kiếm thế này, bằng lá thế này của chú anh chị ạ. Của chú anh chị có thể quan sát ạ. Anh em máy mới lấy về thôi ạ. Thì đây phần số 1 với giá là 120.000 ạ. Kiếm phần số 1. Tiếp theo là kiếm phần số 2 này. Phần số 2 là với giá 120.000. Gồm có 2 dê rất đẹp này. Lúc này là giờ số 1 là 1 dê, số 2 là 2 dê. Phần số 2 là 120.000 ạ. 2 dê này. 2 dê thế này là 120.000. Thì cái kích thước của bằng lá này của chúng chị ạ. Số 2 120.000 ạ. Tiếp theo là số 3 120.000. Số 3 kiếm này 120.000. Đó. Rồi cũng gồm 2 dê. 2 dê 120.000 ạ, số 3. Kiếm. Và tiếp theo là giáng hương tam màu sắc ạ. Giáng hương tam màu sắc thì 110.000 1 kg. Nói chung tụi em đã cắt tỉa hết rồi.
À, nói chung là những cái thân mà bị gãy đến ngọn tụi em loại đã hết rồi, cô chú anh chị hết sức yên tâm. À, thì cái dáng hương tam màu sắc 110.000 một cây, 1 kg. Nói chung cây hôm nay nó cũng không được lớn lắm, à, cô chú anh chị về làm giống. À, tươi, rất là tươi. Thì 1 kg như thế này, 1 kg thì cũng gồm rất là nhiều cây, 1-2 cây này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, chứ tầm cỡ 16, 17 cái gì đó. Dáng hương tam màu sắc 110.000 1 kg. Dáng hương tam màu sắc con tôm thì hoa mặt hoa nó vàng, sắc vàng là chủ đạo. Thì tiếp theo là hoàng lạp này. Hoàng lạp thì một trong những loại lan rất là dễ trồng mà hoa cực kỳ thơm luôn. Thì tụi em bán theo kg là 120.000 1 kg. Thì cái loại này thì tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi. Cây tươi tươi lắm ạ. 120.000 1 kg ạ. Hoàng lạp. Tiếp theo là hạt đỉnh vàng là 80.000 1 kg ạ. Thì cái loại này thì cô chú anh chị sẽ search vào Google ạ, thì cái loại này em thấy rất là quý giá và rất là hay ạ. Thì 1 kg như thế này. 1 kg. Hạt địa lan hạt đỉnh vàng 80.000 1 kg ạ. Tiếp theo là địa lan bầu rượu. Địa lan bầu rượu thì 100.000 1 kg. Thì cái mùa này ở công tâm thì nó đã phát hoa rồi. Cho nên là cô chú chị về làm giống. Thì cái mùa này cô chú chị về làm giống mà rất là hợp. Bởi vì vận chuyển thì nếu mà nó đã ra chòi thì vận chuyển đi nó bị gãy. Tuy nhiên cái loại này về cô chú chị trồng thì nó rất là dễ sống. Mà cái vòi hoa nó nếu mà cái cắt mầm ra thì nó cũng an toàn nữa. Thì 80.000 1 kg thế này. Rất nhiều thế này. Củ nó cũng không được lớn lắm cô chú chị ạ. Củ như thế này thôi. Hạt như thế này thôi. 80.000 1 kg như thế này. 100.000 1 kg như thế này. Địa lan bầu rượu. Tiếp theo là tụi em có một phần báo hỷ nhỏ thôi. 80.000 1 kg. 80.000 một phần. Báo hỷ cũng gồm có 1 dề, 2 dề, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tầm có 10, 11 dề. Nó cũng nhỏ nhỏ thế này. 80.000 phần của chúng chị về làm giống. Báo hỷ cái loại này vận chuyển đi có thể lá nó bị vàng. Tiếp theo tụi em có một phần combo gồm có 11 loại với giá là 180.000. Thì combo này bao gồm cả này địa lan hạt đỉnh vàng này, vân thập hoa này, hoàng lạp ạ, hoàng lạp ạ. Tiếp theo là ngọc dề kiếm, kiếm kiếm nhỏ nhỏ. Tiếp theo là thập hoa. Tiếp theo là cái loại này là báo hỷ ạ. Dáng hương tam màu sắc. Có một phần lan em chưa biết cái loại này, chưa nhớ cái này. Tiếp theo là kim điệp xung này, bầu rượu ạ, và có một bụi thanh đạm ạ, và kiều vuông nữa, kiều vuông nữa. Thì cái gói combo này bao gồm có 11 loại thế này, với giá là 180.000, để cô chú anh chị sưu tầm. Thì trên đây là một số cái mặt hàng lan rừng. Nhà em buổi tối hôm nay cũng rất là mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Em xin biết chân thành cảm ơn ạ.